Chào anh chị cô chú. Thì ngày hôm nay Tài đang có mặt tại xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Muốn gửi đến cho anh chị và chú một cái căn nhà vườn rất là đẹp anh chị ha. Tổng diện tích là 390 m². Và hiện tại cái căn nhà vườn này đã có sẵn 80 m² là thổ cư đất ở. Hiện tại thì phủ hồng toàn bộ anh chị, một cái căn nhà thiết kế rất là hiện đại nằm ngay một khu dân cư. Từ cái vị trí của cái căn nhà vườn ngày hôm nay thì anh chị di chuyển ra tới trục đường Kim Long Láng Lớn và về tới trung tâm thương mại của Kim Long thì mất khoảng là tầm 3 km thôi ha. Đường này thì mình nằm giữa cái căn nhà vườn này, mình nằm giữa hai trục đường, đó là đường Bầu Chinh Láng Lớn và đường Kim Long Láng Lớn anh chị. Và có một cái giá rất là rẻ, xin mời anh chị và cô chú cố gắng xem hết cái video, hết cái sản phẩm ngày hôm nay để biết thông tin về giá cả cũng như là thông tin chi tiết của cái căn nhà vườn ngày hôm nay anh chị ha. Trước tiên thì Tài nói về kết nối giao thông ở khu vực này. Anh chị di chuyển thẳng theo cái trục đường này tầm khoảng là 500 m thì anh chị sẽ ra tới trục đường chính, đó là Kim Long Láng Lớn. Và cái căn nhà vườn của mình thì nằm trên một cái trục đường nhựa lộ giới là rộng tầm khoảng là 7 m. Ban đêm thì cũng có đèn đường chiếu sáng của nhà nước. Ở đây thì có dây wifi rồi nước máy là đầy đủ rồi anh chị ha. Khu dân cư thì hiện hữu ở rất là đông. Và từ vị trí của cái căn nhà vườn của mình, anh chị di chuyển tầm khoảng là 50 m thì mình sẽ có những cái tạp hóa, nhà thuốc lớn nhỏ ở khu vực này để phục vụ cho nhu cầu bà con nơi đây anh chị ha. Đối diện với cái căn nhà vườn của mình thì cũng có những cái dịch vụ như là cửa hàng buôn bán đồ gia dụng nè anh chị, rồi những cái cửa hàng buôn bán thực phẩm như rau, củ, thịt, cá. Còn di chuyển hướng ngược lại này thì anh chị sẽ ra tới khu vực đó là lòng chảo của Bầu Chinh. Mình cứ chạy thẳng một cái trục đường này thì mình cũng sẽ ra được tuyến đường Bầu Chinh Láng Lớn về Ủy ban nhân dân xã Bầu Chinh. Còn di chuyển hướng Minh Hông này thì mình cũng sẽ ra được những cái trục đường chính. Khu vực này là lòng chảo anh chị. Những cái tuyến đường nhựa nông thôn ở khu vực này đều kết nối ra những cái trục đường lớn ha. Và cũng như di chuyển theo cái trục đường này thì mình sẽ ra được trường mầm non, rồi trường tiểu học, rồi trường trung học phổ thông. Rồi, căn nhà của mình thì ở phía trước là được 7,8 m. Cành phía bên tay trái màn hình của anh chị là dài 51,3 m. Cành ở phía bên tay phải của anh chị là dài 56 m anh chị nha. Ở phía sau, cái đuôi của mình thì còn lại 7,6 m. Do ở phía trước thì mình xéo theo cái mặt đường nhựa anh chị. Khu vực này thì anh chị cũng nhìn thấy là nhà dân ở rất là sang sát ha. Nhà của mình thì xoay mặt về hướng Tây. Ở phía trước nhà thì chủ cũng đã làm cho mình một cái mái vòm, rồi cửa, cái cổng của mình á, thì làm bằng 4 cánh, cũng xây được, xây bằng gạch đinh, rất là kiên cố anh chị. Sau này anh chị sở hữu về mà mình có xe hơi thì mình có thể là mình di chuyển vào tới ngay cái chỗ cái vòm này để mình khỏi bị nắng mưa anh chị ha. Đó. Cũng có trang bị cái tấm cách nhiệt để cho đỡ nắng đỡ nóng ha. Và bước vào trong thì căn nhà của mình ở phía bên hông thì có một cái đường để cho mình đi lui cái khoảng sân vườn ở phía sau. Nhà của mình thì ở cái mặt dựng á thì được ốp đá bóng kiến lên tới trần luôn. Còn cửa thì cửa bằng cửa sắt đó. Cửa thì chơi tông màu cũng rất là đẹp anh chị, mong tông màu xám ha. Và cái nền của mình thì chơi bằng đá bóng kiến. Đây là cái khoảng không gian của phòng khách đó. Phòng khách thì gạch tường thì ốp lên tầm khoảng là 1,2 m cho đến 1,5 m. Ở trên thì đóng la phong hộp. Phía bên này thì có một cái ô cửa sổ khá là lớn nè anh chị. Nhà thì cao, cửa thì rộng, rồi rất là nhiều cửa sổ nên tạo cho mình một cái không gian không khí rất là thoáng mát anh chị ha. Nhà của mình thì một phòng khách, 2 phòng ngủ. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên anh chị. Về có những cái điều tế nhị Tài sẽ không quay cái phòng này anh chị ha. Tài sẽ quay cái phòng phía sau. Nói chung 2 phòng ngủ thì nó cũng tương đương nhau thôi đó. Phòng của mình thì cũng được ốp gạch. Rồi ở trên thì mình đóng la phong thả ha đó. Cũng có đèn ngủ. Cái phòng này là phòng của em bé. Còn cái phòng ở phía trên á, thì nó rộng hơn một tí xíu anh chị. Rồi bước lui sau này, đó là cái khoảng không gian của nhà bếp của mình. Đó, nhà thì anh chị cũng nhìn thấy ha, cửa sổ chỗ rất là nhiều. Đó, tạo cho mình một cái không gian rất là
ấm cúng rất là mát mẻ ha. Ở đây thì mình có một cái cửa để mình đi tới trước, cũng như là mình đón cái gió, cái nắng ở ngoài trời anh chị ha. Còn cái không gian bên này là mình bỏ bàn ăn, rồi những cái vật dụng cá nhân. Bước lui sau này thì mình có một cái phòng nhà tắm cũng như là một phòng vệ sinh chung sử dụng của gia đình. Đó, ở phía trên thì cũng có cửa thông gió. Ngoài này thì có một cái lavabo để mình rửa tay, rửa mặt. Mở cánh cửa này thì mình sẽ đi ra cái khoảng không gian ở phía ngoài này. Không gian này là không gian mở anh chị. Đó, có thể là mình rửa chén, hoặc là mình ra đây mình ngồi, mình uống cà phê, mình thưởng thức, mình đón cái gió cũng được anh chị. Đó, nhà thì nói chung là rất là đẹp, còn mới tinh luôn anh chị. Cái khoảng không gian ở phía sau của cái vườn của mình thì vẫn còn đất. Sau này anh chị sở hữu về thì mình có thể là mình rào lại để mình nuôi gà, hoặc là mình xây những cái ô để mình trồng rau, mình trồng những cái vườn rau sạch để mình tự cung tự cấp cho cái cuộc sống, cho cái đời sống gia đình của mình luôn anh chị ha. Đó, ranh giới của mình thì cũng đã rất là rõ ràng rồi anh chị. Đó, sau này thì mình sở hữu về thì mình có thể mình xây rồi mình cán lại ở phía sau này cũng được, mình để một cái đường để mình đi ra đi vào cho nó sạch sẽ anh chị ha. Đó, ranh giới của mình thì ngay cái mép nhà này chiếu thẳng lên anh chị, và bên kia thì cũng có rồi ha. Nói chung về phần ranh giới thì cũng rõ ràng rồi, sau này anh chị muốn này kia thì mình có thể là mình rào lưới lại cái khoảng không gian của mình rồi mình xây dựng cũng được. Đó, nhà này thì chủ đang cần bán với giá là 1,5 tỷ nha anh chị, và cái giá này thì nói chung dường như là giá chốt luôn. Và cái phần nội thất á, thì anh chị có thể là về gặp trực tiếp với chủ để đàm phán về cái phần nội thất anh chị ha. Rồi bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú cùng xem cái sổ sách cũng như bản test quy hoạch của cái căn nhà này ha. Tổng diện tích là 390,7 m², hình thức là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là có 80 m² thổ cư là đất ở. Còn đất trồng cây lâu năm là 310,7 m². Thời hạn đất ở lâu dài, còn cây lâu năm thì đến năm 2043. Còn đây là sơ đồ hình dáng của thửa đất. Đất của mình thì có một cái chỉ giới, lộ giới giao thông anh chị ha. Sau này mở một con đường rất là lớn. Còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất. Đó, đất của mình thì tổng diện tích là 390,7 m². Ở trước thì 7,8 m và ở sau là còn 7,6 m, mỗi cành là 56 và 51 m anh chị ha. Thì sau này dự kiến sẽ có một cái con đường mở ở phía trước mặt tiền của mình và sẽ lấy đi đất của mình. Còn lại là diện tích còn lại là 239 m² ha. Thì cái đường này rộng tầm khoảng là 15 cho đến 20 m anh chị. Đó. Anh chị nhìn thấy ha. Đó. Nếu như mà con đường này mà mở thì đất của mình thì giá trị rất là cao ha. Đó, mở sẽ song song với tuyến đường Kim Long Láng Lớn ha. Đó. Và tới đây thì cuối đường, nhưng mà cái đường này thì chưa biết là có làm hay không làm anh chị ha. Cái đó là do nhà nước của mình thôi. Đó. Nhưng mà khi mà test lên á thì trong cái phần bản đồ test quy hoạch á thì cũng chưa báo là về cái vấn đề mà làm đường hay là đất mà bị dính về bên cái quy hoạch đường giao thông anh chị ha. Đó, đất của mình thì quỹ đất của mình ngay khu vực này thì phủ hồng toàn bộ. Còn đây là vị trí ở trên phần Google Maps. Cái phần vị trí này anh chị vừa lòng kết nối số điện thoại của Tài. Tài sẽ gửi thông tin sổ sách bản test quy hoạch và kèm thêm vị trí để cho anh chị tiện đo được khoảng cách từ vị trí anh chị đang sinh sống và tới cái vị trí nhà vườn cần bán là bao xa ha. Đó, đối diện của mình thì đi ra cái con đường mà Tài nói là sẽ có một cái view cánh đồng ruộng lúa, còn anh chị cứ chạy thẳng thì mình sẽ ra trục đường Bầu Chinh Láng Lớn à, ra tới ủy ban nhân dân xã Bầu Chinh. Thì chỗ này thì có trường học, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, rồi trạm y tế của xã Bầu Chinh. Đó, tập trung ngay khu vực này anh chị ha. Và từ cái vị trí của căn nhà vườn của mình mà anh chị di chuyển hướng ngược lại thì sẽ ra tới trục đường Kim Long Láng Lớn. Và ra tới trục đường này thì mình sẽ có trường học, đó là trường tiểu học Lê Hồng Phong. Đó,
và ở đây thì cũng có một trường mầm non Sen Hồng. Cái nhà vườn này sau này anh chị sở hữu á, thì mình đi chợ á, thì mình đi chợ Kim Long thì nó tiện hơn ha. Tại vì đất á, thì mình đất của mình là thuộc xã Bầu Chinh, nhưng mà nằm gần cái khu vực của xã Kim Long. Thì ngay cái vị trí này, bên này đường là thuộc xã Kim Long và bên kia đường là thuộc xã Bầu Chinh anh chị. Đó, ra tới đây thì ra tới chợ này, từ vị trí đất của mình ra tới chợ Kim Long tầm khoảng 2-3 cây. Đó, và ra tới quốc lộ 56 ha. Anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình di chuyển về thì mình có thể là đi được 2-3 con đường đi. Thì từ cao tốc anh chị có thể là đi về ngay cao tốc quốc lộ 1A để đi xuống quốc lộ 56 để mình về cũng được ha. Và cái đường thứ hai thì anh chị xuống ngay cao tốc quốc lộ 51 đó, đi vào cũng được. Hoặc là anh chị rành đường thì mình đi đường Bầu Càng về cũng được ha. Đó, đường Bầu Càng về Cù Bị ra tới tuyến đường quốc lộ 56 về nhà vườn của mình. Đó. Thì từ thành phố anh chị di chuyển về thì mất khoảng tầm 60 km ha. Và từ vị trí đất của mình mà di chuyển tới biển Vũng Tàu và tới thành phố Bà Rịa ha, tới thành phố Bà Rịa thì tầm khoảng là 15 cây, và tới thành phố biển Vũng Tàu thì mất khoảng là tầm 35 km anh chị ha. Và cách biển Hồ Tràm thì đâu đó tầm khoảng 25 km. Nói chung đường xá cũng khá là thuận tiện anh chị. Cái phần vị trí này anh chị vui lòng mà kết nối rồi Tài gửi cho anh chị, rồi anh chị tham khảo thêm ha. Phần cuối video thì từ ngay vị trí nhà vườn Tài sẽ chạy ra những cái trục đường kết nối giao thông cũng như là những cái khu tiện ích để quay cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Đó, cái hướng Tài đang di chuyển sẽ chạy ra tuyến đường Kim Long, Lăng Lớn ha. Đó, và bám trên cái trục đường nhựa này. Trục đường nhựa này thì có tên gọi là đường Kim Long, Bầu Chinh. Thì một hướng thì mình sẽ về Kim Long, hướng này thì mình về Kim Long. Và hướng ngược lại thì anh chị sẽ đi vào tới trung tâm của xã Bầu Chinh ha. Thì ra tới đây thì mình khu dân cư ở rất là đông, và ngay khu vực này thì cũng có những cái cửa hàng tạp hóa lớn nhỏ để phục vụ cho cái nhu cầu bà con ở đây rồi anh chị. Đường thì rất là thông thoáng đó, và đều có hệ thống camera an ninh giám sát của huyện cũng như là camera an ninh giám sát của nhà dân. Về vấn đề an ninh thì anh chị cũng không cần phải lo ha. Ban đêm thì cũng có đèn đường chiếu sáng. Đó, mình di chuyển thì từ ngay nhà vườn mình di chuyển tầm khoảng là 300-500 m thì mình sẽ ra tới trục đường chính Kim Long Lăng Lớn. Đó, và bám gần ra tới cái tuyến đường Kim Long Lăng Lớn thì hai bên đường có một cái công ty chuyên sản xuất về cái chuối nhập khẩu anh chị ha, trồng trọt những cái chuối để xuất khẩu ra nước ngoài. Đó, hướng này thì anh chị sẽ chạy ra tới ngã tư quốc tế và đi lên Lăng Lớn ha. Còn hướng lại thì anh chị sẽ chạy ra tới trung tâm thương mại của Kim Long. Rồi thì video cũng khá là dài rồi, Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất vườn hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái sản phẩm bất động sản ngày hôm nay. Thấy video hay, bổ ích thì để lại cho Tài xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để kênh của Tài càng ngày càng phát triển hơn ha. Kính chúc anh chị cô chú xem video lựa chọn cho mình một sản phẩm bất động sản tốt nhất, đầu tư đúng hướng và khởi sinh thịnh vượng. Kính chúc anh chị cô chú có một tuần làm việc thật hiệu quả và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo review bất động sản ở khu vực huyện Châu Đức và vùng ven ha.